Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, lực lượng vũ trang Nga đã giành quyền kiểm soát làng Zelanoje thuộc vùng Donetsk, một cứ điểm quan trọng trước đó được Ukraine kiểm soát. Hãng tin Izvestia của Nga đã có cuộc phỏng vấn với những người tham gia cuộc tấn công và tìm hiểu cách các phương tiện chiến đấu bộ binh của Mỹ bị phá hủy, cũng như cách hành xử của quân đội và nhân dân Ukraine trong trận chiến. Đáng chú ý, bất chấp những lời tuyên truyền của chính quyền Ukraine, người dân tái ngôi làng Zelenoye thuộc vùng Donetsk vẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với quân đội Nga. Nhiều người dân Ukraine thậm chí còn chia sẻ rằng họ cầu nguyện các chiến binh Nga sẽ nhanh chóng giải phóng họ khỏi chế độ phát xít. Trước khi tìm hiểu vì sao người dân Ukraine lại mong muốn quân đội Nga tới giải phóng họ, và cho rằng binh lính của Kiev là đội quân phát xít. Mời quý vị cùng tìm hiểu cách thức mà Nga đánh bại Ukraine để giải phóng các ngôi làng ở Donetsk. Theo đó, các đơn vị xung kích của nhóm quân trung tâm thuộc Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục tấn công theo hướng Pokrovsk, giải phóng các khu định cư mới mỗi ngày. Vì vậy, vào ngày 20 tháng 8, Nga đã nắm quyền kiểm soát New York và đánh vào làng Zelenoye. Chỉ huy trung đội xung kích của Nga trong trận chiến trên, người được biết đến với mật danh là Topo kể lại. Trong cuộc tấn công vào làng Zelanoye, bước đầu tiên, chúng tôi tiến đến những ngôi nhà gần nhất, giành được chỗ đứng ở đó và dần dần tiến xa hơn. Chúng tôi đã đối đầu với các xả thủ súng máy của Ukraine và một chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ, bị pháo binh và máy bay không người lái của đối phương tấn công liên tục. Sau các trận chiến ác liệt, quân đội Nga đã thành công kiểm soát ngôi làng Zelanoye ở vùng Donetsk các chiến binh Nga ăn mừng chiến thắng của mình, nhưng họ càng vui sướng hơn nữa bởi ngay sau khi đánh đuổi quân đội Ukraine ra khỏi ngôi làng ở Donetsk, người dân Ukraine trong khu vực đã xuống đường chào đón họ một cách nồng nhiệt. Thật kỳ lạ khi chính người dân Ukraine lại mong muốn quân đội của ông Zelensky bị đẩy lùi và vui mừng khi Nga tiến vào giải phóng ngôi làng. Binh lính Nga đã được người dân địa phương chào đón như Hồng quân giải phóng Liên Xô năm xưa. Chỉ huy trung đội xung kích của Nga xúc động kể lại. Khi dân thường Ukraine bước ra, họ đều nói lời cảm ơn với binh lính Nga đây là điều quý giá nhất. Họ đã chờ đợi binh lính Nga đến ngôi làng. Những người dân Ukraine chất phát nói với trung đội xung kích của tôi rằng họ đã cầu nguyện các máy bay chiến đấu của Nga sẽ nhanh chóng đến ngôi làng, giúp giải phóng họ khỏi chế độ phát xít. Thực tế này khẳng định một sự thật rằng chúng tôi chưa bao giờ chiến tranh với người dân Ukraine. Chúng tôi đang bảo vệ họ, những người Ukraine anh em ruột thịt với Nga. Quân đội của chúng tôi chỉ chiến tranh chống lại chủ nghĩa phát xít Kiev dưới sự dẫn dắt của ông Zelensky và sự nuôi dưỡng bao bọc của phương Tây. Chúng tôi không hề chiến tranh với nhân dân Ukraine, và nhân dân Ukraine cũng vậy. Họ vẫn chào đón Nga như những người anh em. Mất đi sự ủng hộ của nhân dân, cộng với những sai lầm chiến lược trên chiến trường, tất cả đang khiến Ukraine phải chịu những bước lùi to lớn trên mặt trận miền Đông. Trong khi Ukraine tăng cường đột kích vào khu vực Kursk của Nga, thì quân đội nước này vẫn đang mất các vùng đất giá trị dọc tiền tuyến phía đông, bước lùi mà các chỉ huy quân sự được cho là một phần do các binh lính được đào tạo kém, cũng như những ưu thế rõ ràng của Nga về đạn dược và không lực. Một số người không muốn bắn, họ thấy đối phương ở vị trí khai hỏa trong các chiến hào, nhưng họ không bắn. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang tổn thất các binh lính. Khi họ không sử dụng vũ khí, họ không còn hiệu quả. Chỉ huy một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn 47 cho hay. Các chỉ huy nói rằng lính nghĩa vụ đã gây ra các tổn thất về lãnh thổ và khiến cho quân đội Nga có thể áp sát thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine. Nếu Pokrovsk thất thủ, điều này sẽ đe dọa phòng tuyến Ukraine và khiến Nga tiến gần mục tiêu chiếm trọn Donetsk. Binh lính Nga hiện ở các thành phố này chỉ 10 km. Thêm vào những khó khăn của Ukraine là lợi thế to lớn về nhân lực của Nga và việc nước này sẵn sàng chấp nhận những tổn thất nhất định để đạt được mục tiêu những binh lính ukraine nhập ngũ gần đây khác xa với những binh lính thiện chiến đã tham gia cuộc xung đột từ năm đầu tiên các tân binh của ukraine thậm chí thiếu mức độ huấn luyện cơ bản các chỉ huy và binh lính từ bốn lữ đoàn bảo vệ pokorosko cho hay họ đã miêu tả việc lực lượng bộ binh mới gia nhập không thể nhắm vào các mục tiêu và không thể vẽ địa hình cơ bản một số lính nghĩa vụ còn thiếu niềm tin vào các kế hoạch chiến đấu của cấp trên và rời khỏi các vị trí đã được chuẩn bị Thất vọng trước chất lượng của lính nghĩa vụ mới được đưa tới tiền tuyến, các chỉ huy hiện đang tìm cách tiến hành các đợt huy động của riêng mình để sàng lọc và huấn luyện tốt hơn các tân binh. Vấn đề chính là bản năng sinh tồn của những người mới đến, trước đó họ có thể đứng giữ các vị trí đến cùng. Hiện nay dù chỉ là một cuộc pháo kích nhỏ nhưng họ đã rút lui. Một binh lính thuộc lữ đoàn 110 cho hay, dù vậy không phải tất cả đều quay đầu và rời bỏ chiến trường. Vẫn có những người có động lực chiến đấu nhưng con số này rất ít. Vị trí được giữ vững cho những người có động lực và cam kết chiến đấu, binh lính trên nói. Sau khi thực hiện luật huy động gây tranh cái vào tháng 5 năm 2024, Ukraine được cho là đang tuyển mộ hàng chục nghìn binh lính mỗi tháng. Nhu cầu cao nhất là bộ binh. Tuy nhiên, có những trở ngại về mặt hậu cần để đào tạo, trang bị và trả lương cho nhiều người mới đến và các chỉ huy liên tục yêu cầu thêm binh lính mới. Để giảm bớt áp lực đó, các nhà lãnh đạo quân đội đã phải lấy các đơn vị từ các lữ đoàn ở một khu vực và chuyển họ đến các khu vực khác để ổn định các mắt xích yếu. Trong một số trường hợp, các tân binh Ukraine sợ hãi đã bỏ chạy khỏi cuộc xung đột. Nỗi sợ hãi này tạo ra sự hoảng loạn và hỗn loạn. Chỉ huy tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn 47 cho biết, đây cũng là lý do khiến chúng tôi tổn thất. Việc mất làng Progress vào tháng trước ở vùng Pokrovsk là ví dụ gần đây nhất về tình trạng tổn thất lãnh thổ do lính mới tuyển, các chỉ huy cho biết. Các đơn vị từ lữ đoàn 31 đã rời đi trong tình trạng hỗn loạn, thiếu sự phối hợp, khiến lữ đoàn 47 phải tham gia trận giao tranh và cố gắng ổn định phòng tuyến. Một kịch bản tương tự cũng đã diễn ra ở làng Ocheretino vào tháng 5. Chỉ huy một tiểu đoàn cho biết hiện chưa có đủ sự chuẩn bị để đào tạo linh mới. Họ thậm chí còn không nhận được tiêu chuẩn đào tạo thấp nhất cần thiết cho các hoạt động chiến đấu của chúng tôi. Các tân binh không có đủ kinh nghiệm lắp ráp và bắn súng trường, nghề này cho hay. Theo ông, họ cũng chưa học được cách phối hợp các nhiệm vụ chiến đấu trong các nhóm nhỏ hoặc sử dụng các chiến thuật đơn giản. Từ quan điểm chỉ huy, tôi muốn ra lệnh cho các nhóm bộ binh nhỏ, nhưng tôi không chắc liệu họ có khả năng thực hiện các mệnh lệnh này hay không bởi họ thiếu sự phối hợp và liên lạc. Cuộc đột kích của Ukraine và Nga ban đầu đã khơi dậy hy vọng rằng Điện Kremlin có thể buộc phải chia nhỏ nguồn lực quân sự của mình để ứng phó. Tuy nhiên cho đến nay các lực lượng của Nga vẫn không thay đổi quyết tâm tiến vào Pokrovsk cũng như các cuộc tấn công tiềm năng khác. Trong khi đó cuộc tiến công chớp nhoáng của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã chậm lại sau hai tuần và chỉ đạt được những bước tiến nhỏ. Đây là dấu hiệu cho thấy có thể Moscow đang phản công hiệu quả hơn. Các chỉ huy của Ukraine ở phía đông báo cáo rằng các cuộc giao tranh với quân đội Nga đã trở nên dữ dội hơn kể từ cuộc đột kích vào Kursk. Các nhà chức trách địa phương đã ra lệnh cho gần 53.000 cư dân của Pokrovsk sơ tán trong vòng 2 tuần. Tại thị trấn Minograd lân cận, nơi thậm chí còn gần các vị trí của Nga hơn, người dân chỉ có vài ngày để sơ tán. Việc Nga chiếm được Pokrovsk sẽ làm suy yếu các tuyến tiếp tế của Ukraine từ khu vực Donetsk, đồng thời đánh dấu thắng lợi chiến lược đầu tiên của Moscow sau nhiều tháng. Trong 3 tháng qua, phần lớn các tổn thất về lãnh thổ của Ukraine được ghi nhận ở khu vực Pokrovsk. Ba nhóm giám sát nguồn mở cho hay, với giao tranh ngày càng dữ dội ở khu vực lân cận các thị trấn Toresko và Chasovia, các lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm tận dụng tình trạng mệt mỏi và thiếu hụt quân đội của Ukraine. Một thách thức khác đối với Ukraine là chiến thuật mới của Nga khi Moscow triển khai liên tiếp các đơn vị bộ binh nhỏ hơn, gồm 2 đến 4 người. Điều đó đã khiến những người điều khiển UAV của Ukraine bối rối bởi họ thấy khó có thể nhắm vào mục tiêu. Grut thuộc Lữ đoàn 25 của Ukraine chia sẻ đây là một trong những lý do chính khiến nga thành công ở pokorosk chúng tôi khó phát hiện ra họ hơn đặc biệt là dưới những tán cây rậm rạp khi bộ binh nga ở dưới các hàng cây thực sự rất khó để buộc họ phải ra khỏi đó bằng máy bay không người lái đó là lý do tại sao chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào bộ binh nga.